Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là ba mẫu nồi cơm. Thì cả ba mẫu nồi này đều là nồi 1 lít hết nhé các bạn. 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn. Thì đây là những nồi thuộc phân khúc gọi là phân khúc tầm trung nhé các bạn. Hãy có cái nồi này thuộc phân khúc bình dân này các bạn này. Hãy còn lại hai mẫu này ngoài cùng này của Pana là thuộc phân khúc cận cao cấp đấy các bạn. Thôi mình vào chi tiết mẫu nồi số 1 nhé. Thì cái mẫu nồi số 1 này có lẽ là các bạn nhìn rất là lạ luôn, bởi vì ở Việt Nam đấy các bạn, và hàng bãi thì gần như là có thể là nó là cực kỳ hiếm, có thể nói là chưa có luôn đấy các bạn. Đấy, thì tất nhiên cửa hàng thì cũng có một vài nơi bán nhưng mà giá rất là đắt, bởi vì nó là một mẫu mới, rất là mới, mới nhất của Pana ở thời điểm hiện tại luôn, cái phân khúc này. Đấy, đây các bạn nhìn cái mã này cực kỳ hiếm luôn. Ở trên một vài cửa hàng người ta bán đấy các bạn, không có cửa hàng nào ở dưới khoảng 11 triệu đâu các bạn. Đấy, thì thực ra thì nó đến từ cái vấn đề cái mẫu mới đây, như các bạn nhìn thấy này, như những cái nồi này thì có lẽ là nồi cũ thì gần như là không có rồi, bởi vì nó mới sản xuất mà. Đấy, các bạn nhìn này, nó còn gần như mới, còn rất là trắng, rất là sáng luôn. Đấy, doang đây các bạn này. Đấy, cái này là mình chưa vệ sinh luôn đấy các bạn, mình về hôm qua là hàng đấu giá là mình chưa vệ sinh gì luôn. Đấy, các bạn nhìn này, rất là trắng, rất là sáng luôn nhá. Đấy, son cũng vậy, còn ống ánh cái lớp gọi là lớp kim tuyến luôn nhé các bạn. Này, xong đáy đen này, những cái vết đen đen này là bẩn, vết ố bẩn đấy các bạn, không phải ố mà là vết bẩn đấy các bạn. Đây mình lau gửi các bạn xem. Đấy, sạch ngay nhé các bạn, lau sạch ngay mà rất đẹp luôn. Đây, bên trong nồi cũng vậy, rất là sáng, rất là bóng luôn. Đây là nồi Pana SRNUNX101 nhé các bạn. Bộ này là sản xuất năm 2021 nhé các bạn. Đây, 2021. Đây, 1 lít. Cảm ứng nhé các bạn, cái này cảm ứng. Cái này nó có chức năng kết nối điều khiển bằng app qua app nữa các bạn, nhưng mà Việt Nam mình thì hình như không dùng được. Và khi mình cài đặt ấy, thì mình phải chuyển vùng qua bên Nhật thì mình sẽ cài đặt được. Còn sử dụng thì do gì toàn là tiếng Nhật thì mình cũng không có rành đấy, nhưng mình đã từng cài rồi. Đấy, nhưng mình không biết cách sử dụng các bạn. Đấy, rồi đây là mẫu nồi số 1 nhé các bạn. Mẫu nồi số 1 thì cái mẫu này mình đang bán với giá là 2,8 triệu nhé các bạn. 2,8 triệu. Rồi tiếp tục mẫu nồi số 2, mẫu nồi của Toshiba cao tần hút chân không, còn rất là đẹp luôn. Mẫu này là năm 2017 nhé các bạn. Mẫu này 2017. Đấy, rất là đẹp, cao tần hút chân không. Đấy, này là còn cực kỳ đẹp luôn, răng vùng còn rất là đẹp, rất là sáng luôn nhé các bạn. Đây, son đây. Đấy, thì cái nồi này thuộc vào phân khúc bình dân nhé các bạn, nó chỉ 1,5 triệu thôi, nhưng mà cũng còn rất là đẹp. Nó là hàng đấu giá đấy bạn, trong cái mấy chục kiện hàng của mình hôm qua đấy. Rồi, đây là mẫu nồi số 2, thì mẫu nồi số 2 này mình đang bán với giá là 1,7 triệu nhé các bạn. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 3. Mẫu nồi số 3 là mẫu nồi tô vuông đấy các bạn, phiên bản 2019. Phiên bản này là cao cấp, là nó có son đen nhé các bạn, son của nó màu đen rồi, thì nó cao cấp hơn son vàng. Đây, 2019 nhé các bạn. Đấy, cái này là đây, thông số đây. Đấy, còn rất là bóng, rất là đẹp nhé các bạn. Rồi, bên trong này, cái này là mình mới nấu thử thôi, mình chưa có lau qua được kỹ, như hai cái này mình chưa lau nhưng còn rất là sáng. Thì cái này là mình chưa lau nhưng nó hơi hơi bẩn hơn một chút nhé các bạn. Nó có vết vàng đây, thì cái này mình lau là sạch ngay thôi. Đây, đây, son đen đây các bạn này, rất là đẹp luôn. Son đáy đen, sau này là về sau là các bạn biết cái dòng mà Toshiba năm 2023 mà gọi là ZUT đấy các bạn. Đấy, dòng mà nó rơi vào tầm khoảng 20-30 triệu ấy, là dùng son này, son chung son này luôn các bạn này. Son đen như này luôn này. Rồi, đây bên trong đây, rất là đẹp luôn nhé các bạn. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán với mức giá là 3 triệu nhé các bạn. Đấy, thì qua đây ba sản phẩm này, bạn nào ưng mẫu nào thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.